Đêm ngày 2 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn khỏi trại giam, cướp TAXI trên đường bỏ trốn. Đối tượng bỏ trốn được xác định là Mai Văn Đệ, 33 tuổi, khi bỏ trốn đối tượng mặc áo phông màu xanh và quần đùi kẻ ô vuông. Hiện tại, đối tượng này đã bỏ lại chiếc xe taxi tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khu vực huyện Hà Trung và các địa bàn lân cận chú ý cảnh giác, đề phòng đối tượng trộm cắp, cướp tài sản, phương tiện trên đường chạy trốn. Nếu ai có thông tin về đối tượng đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh theo số 02373.858.252 hoặc 0366 695 588.